coi. Thank you.
Cho ý thôi nha mạnh. Mày đập dài dài em mày làm ngắn lần nữa. Ooh.
này mang cái trứng của con kiến đi. Mày lau lên nó ra ngoài hết đi. Được. Thank you.
Nó hấp thì chạy đi. Nó đang bò ra kìa. Thì nó bò lên đầu luôn. Về nhà mới làm sạch được, ở đây không làm được sạch đâu.
vào đầu nhá. Về làm bánh ở nhà, nhà. Ừ.
được mở cửa đi vào nhà nhá. Đập nhà đi nhá. Thank you.
mọi người nha. Cẩn thận thái mưa ấy. To quá. Đã to quá. Bây giờ mình làm bánh này nè. Làm bánh trứng chiên. Bây giờ mình đi tìm lá. Đã có nước vào đâu mà. Từ từ đấy mẹ. Đây rồi em ạ. Nhớ nem men để dùng á. Ăn đi. Thấy không ăn nổi thì